Theo Tổng cục Thủy sản, nguồn lợi thủy sản ở các vùng biển và vùng nội địa đang đứng trước mối đe dọa về sự suy giảm nhanh chóng. Hệ sinh thái thủy sinh cũng suy thoái nghiêm trọng. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương các cấp, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã đạt được một số kết quả nhất định. Các địa phương ven biển đã triển khai các giải pháp bảo vệ bằng cách thả con giống tái tạo nguồn lợi Tuy nhiên thì hiện nay tình hình vi phạm pháp luật về khai thác bảo vệ và bảo tồn nguồn lợi thủy sản, tình trạng ngư dân sử dụng sung điện, ngư cụ cấm khai thác vẫn còn diễn ra và việc khai thác buôn bán tiêu thụ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm với mức độ ngày càng tinh vi hơn làm cho nguồn lợi thủy sản có xu hướng suy giảm, hệ sinh thái thủy sinh đang có nguy cơ suy thoái nghiêm trọng, một số loại thủy sản nguy cấp, quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Theo Tri Cục Thủy sản tỉnh An Giang, những năm gần đây, sản lượng khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm, nhất là các loại cá có giá trị kinh tế cao. Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, sản lượng thủy sản giảm trên 3.000 tấn một năm. Nguyên nhân là do việc sản xuất lúa ba ảnh hưởng đến môi trường sinh sản phát triển của các loại thủy sản. Tình trạng khai thác cá bé làm thức ăn phục vụ cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản, khai thác theo kiểu tận diệt như sử dụng dụng cụ có mắt lưới nhỏ, dùng sung điện, diễn biến lũ nhỏ tình hình khai thác thủy sản làm cho cái nguồn lợi thủy sản hàng năm nó suy si giảm rất là nghiêm trọng năm 2001 đến năm 2023 thì cái sản lượng thủy sản khai thác được đã giảm đi gần 85% cái cái sản lượng nếu như năm 2001 chúng ta khai thác khoảng 100.000 tấn một năm thì cho đến năm 2022 thì chúng ta chỉ khai thác được có khoảng 15.000 tấn trên năm mà thôi nguyên nhân nó suy si giảm là do cái cường lực khai thác là quá lớn cái thứ hai nguồn lợi di sản nó không thể phục hồi kịp thời để mà chúng ta uh, sinh sôi để nở để mà chúng ta, cho cái chúng ta khai thác uh, tiếp tục để quản lý chặt chẽ việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên thời gian qua tri cục thủy sản tỉnh an giang thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đối với các hành vi buôn bán sản xuất tàng trữ sử dụng chất nổ sung điện chất độc và các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản là cái ngư cụ cấm, là ngày cấm là không được cái khai thác. Do đó, người ngư dân khai thác bằng cái cái ngư cụ này thì cá nhỏ hoặc cá lớn là đều vô hết là là, là 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 không đúng theo cái quy định là cho phép tại cái, cái, cái thông tư 01 năm 2022 ngay từ đầu năm thì phải nói là sáu hộ là sử dụng ra cào, xịn điện. thì đến nay thì phải nói thì các hộ này cũng đã là là chuyển đổi nghề là không có còn khai thác nữa. thì hiện nay thì một số hộ dân là ở ngoài địa phương là đến có một số hộ là sử dụng là cái lưới cước để đánh bắt cái nguồn lợi thủy sản với là sai với quy định thì phải nói địa phương cũng đã làm tốt cái công tác là cho làm cam kết đối với các khâu này trong cái quá trình khai thác và đảm bảo để tạo điều kiện cái nguồn lợi thủy sản để sau này giúp cho cái nguồn lợi thủy sản chúng ta được là ổn định dài lâu dài hơn. Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong thời gian tới, Tri Cục Thủy sản tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương như Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, tổ chức kiểm tra trên các nhánh sông Tiền, sông Hậu, Giáp Danh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong đó, riêng tỉnh An Giang và Đồng Tháp đảm bảo khai thác từ 40 đến 60 ngàn tấn một năm. Đối với các cái, cái địa phương thì hiện nay là luật thủy sản số 18 năm 2017 đã quy định và đã phân cấp rất là rõ ràng về cái hoạt động kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác nguồn lợi thủy sản cho nên đề nghị các cái địa phương là chúng ta xây dựng các cái kế hoạch kiểm tra tăng cường công tác hoạt động kiểm tra khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn để làm sao bảo vệ cho được cái nguồn lợi thủy sản tự nhiên dù họ ít thì chúng ta cũng vẫn phải làm để chúng ta giữ gìn cái nguồn lợi thủy tự nhiên cho các thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau. Thông tư 1 ngày 18 tháng 1 năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 19 ngày 15 tháng 11 năm 2018 có những quy định mới về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đối với An Giang là tỉnh thuộc vùng nội địa, danh mục nghề cấm sử dụng khai thác thủy sản được quy định tại phụ lục 2 cụ bị cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang gồm nghề lưới kéo, nghề lồng xếp, nghề kết hợp ánh sáng, nghề kéo đáy, cào đáy, kết hợp với tàu có gắn động cơ, lưới đăng, nò, sáo, tối thiểu là 18mm, lưới dê hay còn gọi là lưới bén tối thiểu 40mm, lưới dê cá linh tối thiểu 15mm, vó, dơ tối thiểu là 20mm, chai các loại có mắt lưới tối thiểu 15mm. Thưa quý vị, Vương quốc Anh là thị trường đơn lẻ đứng thứ 6 về nhập khẩu tôm của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 5,6% trong tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường. Từ đầu năm tới nay, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Anh không ổn định tăng giảm thất thường. Theo đó, Anh cũng phải đối mặt với tác động của lạm phát tăng cao và bất ổn kinh tế giai đoạn từ đầu năm tới nay. Mặt khác nếu xét về lợi thế về thuế quan từ hiệp định UK-VFTA Thủy tôm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ thương mại khác như là Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Brazil. Anh vẫn đánh giá là thị trường quan trọng của tôm Việt Nam với nhiều ưu đãi trong nhiều quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia. Điều này đặt ra nhiều hy vọng cho xuất khẩu tôm sang Vương quốc Anh của Việt Nam sẽ có khả năng là phục hồi sớm hơn. 10 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Anh đạt 159 triệu đô la Mỹ, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức giảm 18% trong xuất khẩu tôm Việt Nam sang Anh trong 10 tháng đầu năm nay cũng không mạnh như xuất khẩu sang các thị trường lớn khác như là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Anh sẽ phục hồi sớm hơn các thị trường khác giai đoạn 2022-2025 xuất khẩu tôm sang thị trường này có thể duy trì tăng trưởng dương trung bình khoảng trên 10% một năm. Vì vậy, để có thể tăng mạnh thị phần thủy sản nói chung và tôm nói riêng ở thị trường Anh, các sản phẩm Việt Nam cần phải đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, hình thức và khẩu vị. Thưa quý vị, không chỉ thị trường xuất khẩu tôm có tín hiệu khả quan, mà nhiều mặt hàng thủy sản cũng đã tăng xuất khẩu trở lại. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kết thúc tháng 10-11 năm 2023, ước tính kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 8,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 11 năm 2023, xuất khẩu tăng 6% so với tháng 11 năm 2022, đạt gần 840 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý xuất khẩu các sản phẩm chính trong tháng 11 năm 2023 đều cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tôm tăng 4%, cá ngừ tăng 26%, cá tra tăng 12%, mực và bạch tuộc tăng 3%, cá biển khác tăng 4%. Cụ thể tính tới hết tháng 11 năm nay, xuất khẩu cá tra đã đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, vẫn thấp hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lại đang có tín hiệu khả quan hơn ở một số thị trường Trung Quốc, Mexico, Canada, Brazil, Anh. Các sản phẩm phụ như bong bóng, cá tra khô, chả cá tra đang được nhiều thị trường quan tâm như Mỹ, Trung Quốc, Malaysia, Singapore. Với mặt hàng cá ngừ, nhiều thị trường như EU, Thái Lan, Israel, Mexico, Nga, Hàn Quốc, Philippines, Nhật Bản đang có xu hướng tăng nhập khẩu cá ngừ Việt Nam. Các sản phẩm lon cá ngừ hấp và cá ngừ đóng hộp có nhu cầu tốt hơn so với cá đồng lạnh phi lê, cắt khúc. Xuất khẩu tôm cũng đang có sự tăng nhẹ tại một vài thị trường như Hồng Kông, Trung Quốc và Thụy Sĩ tăng 5%, Đài Loan tăng 19%. Thưa quý vị, là với diễn tiến hiện nay xuất khẩu thủy sản cả năm 2023 ước tính là sẽ đạt khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, tức là giảm 18% so với năm 2022. Dù tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản và một số mặt hàng khác chủ lực ghi nhận là tăng trưởng dương trong tháng 11 năm nay nhưng chưa thể hiện được xu hướng khả quan vì so với những tháng trước thì không có sự đột phá về doanh số.